thần có ba kế sách có thể đưa ra. Ba kế sách sao? Thượng sách, trước tiên diệt Tần. Trước mắt nước Đại Ngụy ta muốn đông tiến Trung Nguyên thì phải nhổ cái gai sau lưng này trước. Nước Tần đang biến pháp căng thẳng, tân quân vẫn chưa luyện thành. Lúc này chính là thời cơ tốt để diệt Tần. Nếu lúc này không dụng binh với Tần thì sau này e là phải tốn nhiều công sức, thậm chí là đại thế nghịch chuyển. Nước Tần không có mối đe dọa với bá quyền của nước Ngụy ta. Thượng tướng quân đã nói lời hù dọa rồi đó. Trung sách là gì? Lão thần tán đồng chủ trương của thượng tướng quân, trước tiên diệt Tần. Nên nghe trung sách và hạ sách của thượng tướng quân trước cái đã. Trung sách, hạ sách vẫn là diệt Tần, chiến pháp khác nhau mà thôi. Nói vậy là tam sách, thượng trung hạ sách đều là diệt Tần. Một nước Tần nhỏ bé như vậy, tại sao khanh nóng lòng muốn diệt hơn bổn vương nữa vậy? Trước khi diệt Tần không được thực hiện các cuộc đại chiến khác. Thượng tướng quân, tấn công Hàng Triệu trước tại sao lại không được? Hàng Triệu không đáng phải lo. Còn nước Tần, một khi thành thế thì sẽ trở thành đại loạn của thiên hạ. Thượng tướng quân kiên quyết diệt Tần trước sau. Diệt trừ mối họa cũng có nền tảng chính là binh gia chính đạo. Khởi bẩm bệ hạ, thần có nghe tin tưởng đại sư Thạch Thiên tiên tri rằng nội trong vài năm nước Tần sẽ xảy ra nội loạn, hỗn loạn và đói kém. Nước Tần nhất định sẽ tự sụp đổ và tự diệt vong. Nếu tập trung đánh Tần, chắc chắn sẽ làm lỡ bá nghiệp xưng bá Trung Nguyên của chúng ta. Thần nhắc nhở bệ hạ lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng diệt Tần. Long lão tướng quân cũng tán đồng diệt Tần trước, có ý kiến gì? Bệ hạ thứ cho lão thần nói thẳng, vài năm gần đây nước Tần càng ngày càng khó nắm bắt. Hẻm núi Giải Trần Thương đã phong bế nhiều năm, thường có tiếng kêu la chém giết, tiếng chiến mã hí vang, nửa đêm còn có xe bí mật tiến vào. Nước Tần khác với nước Hàn, đại quân nước Hàn tập luyện ngoài thành Tân Trịnh ai ai cũng biết, còn nước Tần như hòn đá nằm sâu dưới đáy biển, khiến cho người ta bất an. Binh bất yểm cả, làm sao biết được nước Tần không phải đang che đậy sự hỗn loạn, đang tung quả mù chứ? Nước Tần tràn đầy sinh lực, vốn không hỗn loạn. Long lão tướng quân, ta thấy ông già đa nghi thì có. Nước Tần lấy đâu ra sắt cốt ngựa chiến? Gom lại hết cũng chỉ được 5-3 vạn bộ kỵ kiểu cũ mà thôi. Ta thấy bọn họ chỉ muốn đánh nhung địch thôi. Còn mấy thứ thiết kỵ tân binh gì đó, ta thấy cho bọn họ thêm 30 năm cũng sẽ không ra gì đâu. Bỏ đi, bỏ đi, lão phu không có tài hăng nói. Lão tướng quân, ông vừa nói với thừa tướng như vậy sao? Đã bẩm báo xong thực tình, bệ hạ cứ việc quyết định. Phụ vương, nước Tần có 3 nhược điểm lớn, không đủ cấu thành mối đe dọa. Thứ nhất, dân tâm bất ổn. Thứ hai, lão quân chiến lược rất thấp. Thứ ba, không có danh tướng để thống lĩnh. Có 3 điều này, nước Tần không đáng để lo. Thái tử đã quá xem thường nước Tần rồi. Người Tần giống là bộ tộc trên lưng ngựa, huấn luyện kỵ binh nhanh hơn Trung Nguyên ta rất nhiều. Năm xưa Tần Hiến Công xoáy lĩnh đại quân kiểu cũ đã thắng quân Ngụy nhiều lần, huống chi bây giờ. Bàn Nguyên, ông đề cao nước Tần, xem thường Trung Nguyên, ông có ý đồ gì? Đại chiến gần kề, các tướng phải đồng lòng. Hạ thần lỡ lời. Thượng tướng quân, tấn công Triệu Hàn trước sẽ bất lợi thật sao? Lại không lên tiếng nữa. Bãi triều, bãi triều, hôm khác bàn lại. Bệ hạ dạ tuổi. Thưa
Thường tướng quân, ta thấy trong khắp thiên hạ này chỉ có ông biết dùng binh đánh trận thôi. Bội phục. Đại lương Tào, nước Ngụy đã phát động tấn công nước Triệu. À, lãnh quân. Bàn Nguyên chủ tướng, Thái tử thần Công tử Ngang phó tướng. Quân thượng ra đâu? Hạ quý, đại doanh thung lũng Lạc Thủy. Đi. Quân thượng, quân Ngụy công Triệu, cơ hội đã tới. Một thời cơ thực sự, thời cơ lớn. Ý trời. Ý trời. Đại lương Tào, ta đang cùng Sa Anh thương nghị có nên rút quân hay không. Tên lão tiểu tử Bàn Quyền lúc nào cũng nhớ tới nước Tần. Chỉ cần chuyện này xảy ra, bất kể ai nhớ tới nước Tần cũng vô ích. Nước Triệu chống đỡ nổi nước Ngụy hay sao? Nước Triệu không chống đỡ nổi nước Ngụy thì đại quốc khác sẽ không ngồi nhìn nước Triệu diệt vong, càng sẽ không ngồi nhìn nước Ngụy độc bá. Ý đại lương Tào nói tề sở hai nước nhất định sẽ có một nước cứu Triệu. Đúng vậy. Về quốc lực thì có thể là nước Sở. Không. Khả năng nước Tề nhúng tay vào lớn hơn. Nước Tề mới biến pháp vài năm lại dám đụng vào thiết lão hổ nước Ngụy. Ta cũng không thể đoán được. Vua thượng, về đất đai, nhân khẩu, quân lực, đích thực nước Sở hùng hậu hơn. Nhưng có một điểm căn bản là nước Sở quân ám thần nhược, không có người. Còn nước Tề quân minh thần cường, có người, có lòng cầu tiến. Diệt thế gian, tại nhân, tại trí. Theo ý của Khanh nói thì Tề Dương có trí thay thế nước Ngụy làm bá chủ à? Tề Dương tất nhiên có ý xưng bá rồi. Tốt. Chỉ cần có người cắn chặt nước Ngụy, chúng ta thừa cơ lớn mạnh, tức chết lão tiểu tử Ngụy Dương. Đại lương Tào, ngồi xuống nói, sắp xếp lại bước tiếp theo của chúng ta. Sau trận chiến này, bố cục Trung Nguyên sẽ có thay đổi rất lớn. Nếu muốn theo kịp thời cơ sau cuộc chiến sắp tới, phải thực hiện nhanh ba việc lớn. Việc thứ nhất, mở rộng tất cả biện pháp, thi hành tất cả pháp lệnh. Việc thứ hai, toàn lực huấn luyện tân quân. Trong vòng 3 năm, huấn luyện ra một đội thiết quân tinh nhuệ thực sự. Việc thứ ba, ráo riết cho xây kinh đô nhanh nhất, tốt nhất là hoàn công trong vòng 3-4 năm. Được. Vì đại lương Tào biến pháp, Sa Anh luyện binh cảnh giám xây thành, ta đích thần lĩnh khinh binh doanh, quét sạch tất cả chướng ngại. Người Tần hùng mạnh cùng dự quốc đảng. Sa Anh à, nếu Bàn Nguyên chiếm được nước Triệu, quay lại công Tần, thì quân Tần có kháng cự nổi không? Nổi. Quân Tần chưa chắc kháng cự nổi, nhưng nước Tần nhất định sẽ kháng cự nổi. Chiến lược hiện giờ của nước Tần không ở quân, mà là ở dân. Ý chí chiến đấu của thứ dân sôi sục hơn bao giờ hết. Hạ quyết tâm báo quốc hộ pháp. Một khi có chiến sự, là cả nước sẽ liều mình. Nước Ngụy muốn diệt Tần rất khó. Chiến lực ở dân nói rất hay. Lệnh chiêu mộ của đại lương Tạo vừa ban ra là dân chúng tòng quân đã chen lấn đầy trước các cửa quyền. Phải, đây chính là biện pháp. Đại chiến Thiếu Lương năm đó, quân Tần muốn chính phạt một đội diện quân, nhưng cả Quan Trung không gom đủ 3 vạn trại trang. Nếu lúc đó nước Ngụy muốn diệt Tần thì hậu quả thật sự khó lường. Quân thượng, lần này thần đến Trần Thương, 2 năm không luyện thành công tân quân sẽ mang đầu về gặp. Được, ta chỉ cần câu nói này của Khanh. Quân thượng, thần xin một quyền. Nói đi. Bãi nhiệm bổ nhiệm quan viên, thần sẽ làm trước báo sau. Biết đòi quyền thì phải biết làm việc. Ân chuẩn. Đa tạ quân thượng. Sa Anh, ta cho Khanh thêm một quyền. Trong thời gian luyện binh, quốc quý Sa Anh có thể tiền trảm hậu tấu. Quân thượng. Sa Anh à, công tử Kiền vừa ngã, quân Tần gian nguy.
Người Tần hùng mạnh, cùng vượt quốc nạn. Báo, quân Ngụy bắt đầu tấn công Hàm Đan. Tốt lắm, cuối cùng đã bắt đầu rồi. Báo! Báo, Hàm Đan phái cứu lộ đặc sứ cùng đến tại sở cầu cứu. Ta biết rồi. Để ý phía Lâm Truy. Dạ. Báo! Báo! 10 ngày đã qua, nước sở không phải cứu binh. Báo! Báo! Nửa tháng đã qua, nước Tề không phải cứu binh. Quân thượng, thương nhân ở Lâm Truy mật báo, quân Tề chưa có dấu hiệu điều động. Đại lương Tào đến. Đại lương Tào, khanh tới làm gì? Thần nhận được mật báo, quân Tề bí mật tập kết ở Cự Giả Trạch, điền kỵ lãnh quân. Lúc nãy nghe mật báo nói chưa thấy quân Tề tập kết. Thương xã Bạch Thị trợ giúp nước Tần. Bí mật giám sát, thương xã bình thường rất khó làm được. Bạch công tử hả? Nói vậy Bạch công tử chính là công thần của nước Tần rồi. Vua thượng, nước sở hiển nhiên đã không phát binh. Cũng lạ, nước Tề tập kết đại quân nhưng không thấy xuất binh. Bộ không sợ bàn quyền chiếm được Hàm Đan thật sao? Nước Triệu không tổn nguyên khí, quân Ngụy không lo lắng nôn nóng, nước Tề sẽ không động binh. Hay, đời hai hổ đều bị thương, người Tần hưởng lợi. Phải học hỏi mới được. Báo, quân Tề từ bờ Bắc Cực Giả Trạch tiến thẳng Hàm Đan. Tốt, bao nhiêu nhân mã? Không rõ cụ thể, nhưng tinh binh thanh thế thì trên dưới 10 vạn. 10 vạn. Báo, quân Tề chưa đi được 100 dặm đã bị Thái Tư Thân dẫn quân chặn giết, tử thương hơn 1 vạn, rút lui. Đường này chắc là nghi binh. Sao lại như vậy? Quân Tề chỉ có khoảng 20 vạn quân, sao có thể dùng tới 10 vạn để làm nghi binh? Vua thượng, 10 vạn quân Tề tấn công đại lương. Báo, quân thượng, 6 lộ mật thám liên tục mật báo, quân Tề tấn công đại lương. Điên kỵ điên rồi. Thần thấy chuyện này có mờ ám. Nước Tề ứng phó qua loa, xem ra là không phải thật lòng muốn cứu Triệu. Nếu nước Tề không cứu Triệu thì đã không làm nhiều việc như vậy. Từ bước đi cho thấy quân Tề không loạn, nhưng nước Tề vẫn còn hơn 10 vạn quân, đã đi đâu chứ? Trận đánh này nhìn không hiểu cái gì hết. Quân Tề vẫn còn bước đường kế tiếp. Tướng lĩnh của Điền Kỵ tầm thường, ta thấy khó lắm. Thần nghĩ đại chiến tranh bá lần này, Tề Dương nhất định sẽ dùng Tôn Tẫn. Nếu dùng Tôn Tẫn thì Bàn Nguyên chắc chắn sẽ không giành được lợi lộc gì. Vua thượng, nước Tề đặt thiết quân sư chính là Tôn Tẫn.
hay lắm. Giờ chúng ta hãy chờ xem lần này Tôn Tẫn đánh trận thế nào. Được. Đại Lương Tạo là bằng hữu với Bạch Công Tử hả? Có giao tình ở An Ấp. Phải. Khanh và Hầu Doanh cũng là bằng hữu. Bạch Công Tử đúng là nhân tài. Nếu không vì cậu ấy phải quản lý cơ nghiệp Bạch Thị thì lần đó ở Tổng Viện Mặc Gia, ta thật tình muốn kéo cậu ấy tới nước Tần.